Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Trên tay mình đây chính là một trong những chiếc smartphone hứa hẹn sẽ phá đảo ở phân khúc cận cao cấp, đó chính là mẫu sáp Aquos S3. Không làm mất thời gian nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng mở hộp cũng như trên tay đánh giá nhanh sản phẩm này nhé. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc sáp Aquos S3. Mình sẽ không làm mất thời gian nữa, mở hộp luôn. Sáp Aquos S3 đây. Ok, mình sẽ để qua một bên ha. Chúng ta còn cái gì nữa không? Que chọc sim nè, ốp lưng, sạc, cáp Type-C, tai nghe và một cái cổng chuyển đổi từ Type-C sang 3.5. Còn có một cái bộ nút nữa. Rồi, ok, hết rồi. Và bây giờ mình sẽ trên tay nhanh chiếc sáp Aquos S3. Các bạn có thể thấy ở mặt trước gần như là toàn bộ màn hình tràn ra của máy luôn. Tràn ra cả ba cạnh trái, phải, hai cạnh trên nè. Cạnh dưới cũng gần như là tràn ra luôn rồi. Có thể nói là tràn ra bốn cạnh cũng không quá. Cái cụm notch của máy được làm rộng ra hơn so với cái mẫu S2. Và cái phần notch này sẽ đặt camera selfie, loa thoại cùng với đó là cảm biến nè. Cái phần cụm phím điều hướng đã được đưa vào bên trong. Ở dưới đây chúng ta sẽ có cái logo sáp quen thuộc. Ở phần mặt sau của máy, nếu như trên sáp S2 là được làm từ nhựa thì trên S3 được làm sang kính 3D rồi. Ôm trọn ra cả bốn cạnh như thế này giúp cho cái phần kính và cái phần khung máy nó liền mạch lại với nhau hơn. Cụm camera kép vẫn được đặt dọc nè, đèn flash kép. Ở đây là cảm biến vân tay có một cái viền màu đồng làm đồng tâm nổi lên rất là đẹp. Cùng với đó là ở dưới đây chính là logo sáp. Ở phần cạnh trên chúng ta không có gì cả, chỉ có một cái dải nhựa giúp máy bắt sóng tốt hơn. Chuyển sang cạnh phải, ở đây chính là phím nguồn và tăng giảm âm lượng cũng được làm có một cái viền màu đồng rất là đẹp. Ở phần cạnh dưới chúng ta sẽ có loa ngoài, USB Type-C, mic thoại cùng với đó là thêm một dải nhựa nữa để giúp máy bắt sóng thôi. Sang phần cạnh trái rất quen thuộc, ở đây chính là khe chọc sim và khe đựng sim. Vừa rồi là mình vừa mới mở hộp cũng như trên tay nhanh xong mẫu Aquos S3 này. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đánh giá nhanh sản phẩm này nhé. Cái điểm ấn tượng đầu tiên mà sáp Aquos S3 để lại cho mình đó chắc chắn phải là thiết kế. Vì nếu như so với mẫu S2 thì chiếc S3 này đã lột xác hoàn toàn luôn. Đầu tiên mình sẽ nhắc lại đó chính là cái phần cụm nó được làm rộng ra nè, nhìn nó dễ chịu, nó cân đối hơn hẳn. Cùng với đó là cái phần tỷ lệ màn hình, cái tỷ lệ diện tích màn hình đó các bạn đã chiếm đến 91% luôn. Đây là một trong những chiếc smartphone có tỷ lệ diện tích màn hình cao nhất trên thế giới. Các bạn có thể thấy là ở cái phần cạnh dưới như thế này nè, gần như rất mỏng luôn, chỉ vừa đủ để một mình cái logo sáp mà thôi. Cảm giác cầm trên tay của mình là gì? Là cái sự chắc chắn, bởi vì khung viền của máy đã được làm bằng kim loại, khung viền được làm bằng kim loại chắc chắn hơn rất là nhiều khi so với lại cái mẫu S2. Cùng với đó là cái phần mặt kính này tuy có hơi bám vân tay, đúng kính là sẽ bám vân tay mà thôi, nhưng mà cái phần kính này đã giúp hạn chế chạy xước hơn hẳn, cầm trên tay nó đã, nó đầm hơn hẳn so với lại cái mẫu S2, vì S2 được làm từ nhựa. Cho nên là mình cầm mình không thích cho lắm. Cùng với đó là cái cách mà sáp trang trí một số các họa tiết nhỏ, như là cái phần, đây là cái phần viền màu đồng nè, phần viền màu đồng ở những cái cạnh, những cái nút đây, ở phần cảm biến vân tay vân vân. Cầm cái chiếc sáp Aquos S2 này trên tay thì nó hơi bự một chút, nhưng mà không sao, bởi vì màn hình của máy lên tới 6 inch lận và cái phần viền của nó cũng đã mỏng rồi. Cho nên mình nghĩ đây cũng không phải là vấn đề lớn, vì nếu cầm một tay khó thao tác thì chúng ta có thể cầm bằng hai tay như thế này. Đó, ấn tượng nhất vẫn là cái phần tai thỏ thôi. Và bây giờ thì gần như smartphone nào cũng đã theo xu hướng tai thỏ rồi. Có thể nói ở phân khúc cận cao cấp thì cái chiếc sáp Aquos S3 này có thiết kế mình đánh giá là ở mức 8/10. Và cái chất lượng hoàn thiện mình đánh giá là ở mức 9/10. Và cái độ chắc chắn của nó. Cái điểm nhấn thứ hai mà mình muốn đề cập trên chiếc sáp S3 này đó chính là cụm camera kép của máy. Nếu như những cái chiếc smartphone khác á, camera kép của máy chỉ là 13 megapixel hoặc 2 megapixel thôi, thì trên chiếc sáp Aquos S3 này là cụm camera đôi 13 và 12 luôn nha các bạn. Camera phụ mà lên đến 12 megapixel luôn. Đây, trong cái điều kiện đủ sáng các bạn có thấy nè, bấm một cái là chụp thôi, bấm một cái là chụp thôi. Máy cũng có nhiều cái chế độ chụp khác nhau, như là những cái chế độ như là chế độ làm đẹp nè, bạn có thể tùy chỉnh được cái mức độ làm đẹp khác nhau ha. Chụp panorama vân vân, hoặc là cái chế độ chụp chuyên nghiệp, chúng ta có thể chỉnh những cái là cân bằng trắng này nọ nè, hoặc là ISO nè, EV nè, tốc độ màn chụp vân vân, tự động lấy nét hay là như thế nào đó. Cái thứ hai đó chính là camera kép của máy có khả năng chụp xóa phông luôn. Chỉ là chụp ảnh bình thường ha. Kích hoạt lên. Đây. Chúng ta có mức hiệu ứng bokeh luôn nhé các bạn. Có mức hiệu ứng bokeh luôn, giống như là xóa phông chủ động vậy đó. Đây. Đó, chúng ta có nhiều cái khoảng cách, nếu như mà vật thể quá xa cũng không có thể chụp được đâu. Ở đây mình sẽ demo thôi. Tức là camera kép của máy có thể chụp được xóa phông, mà xóa phông theo nhiều cấp độ khác nhau. Đó.
Và cái điểm nhấn cuối cùng mình muốn đề cập đến trên chiếc sáp Aquos S3 đó chính là cấu hình của máy đẹp. Thiết kế của máy đẹp, camera chụp ok, không có nghĩa là cấu hình phải yếu đi để bù lại cho cái phần giá cả mà mình chưa rõ là bao nhiêu. Và với cái phần cấu hình này chúng ta sẽ có như sau: dung lượng RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB luôn, vì đây chưa phải là phiên bản chính thức cho nên là mình sẽ không đo AnTuTu hay là bất kỳ một cái tác vụ gì cả, vì có thể là cái phần mềm của máy nó chưa có hoàn thiện. Nhưng mà các bạn có thể thấy là mình mở thử đây, phản hồi rất là nhanh, mở những cái ứng dụng này nọ lên rất là nhanh. Và khi mà có cái phiên bản chính thức, mình sẽ trên tay cái phần cấu hình này cho các bạn, mình sẽ đánh giá mạnh cái phần cấu hình này hơn để xem là nó có xứng đáng hay không. Về những cái mặt phần mềm thì chúng ta sẽ có nhiều cái phần mềm tiện ích khác nhau, chẳng hạn như là RoboS thông minh nè. Đó, cái thứ hai là bạn có thể boost lên, tăng tốc, giảm phân mảnh, quản lý những cái ứng dụng hoạt động dưới nền, vân vân. Tiếp theo nữa là mình muốn nói đến đó chính là cái Face ID này. Đây, Face ID. Các bạn có thể thấy luôn, thiết lập rất là dễ dàng nha, mình sẽ thử thiết lập Face ID xem. Đây mình chỉ việc nhìn vào. Đây mình chỉ việc nhìn vào mà thôi. Máy quét rất là nhanh. Ok, xong bây giờ mình sẽ thử mở luôn để thử xem cái độ nhạy của Face ID trên chiếc sáp Aquos S3 này nha. Rồi, tắt máy nè, mở. Gần như là ngay lập tức luôn. Mở. Hay một cái như thế này, nếu mình nhắm mắt, bây giờ mình sẽ nhắm mắt nè, mình đang nhắm mắt. Các bạn có thể thấy là máy không có mở, mình đang nhắm mắt nhưng mà khi mình mở mắt ra nè, mở ngay lập tức. Có thể thấy là cái công nghệ Face ID trên sáp S3 này thông minh, vì nó sẽ hạn chế được cái việc khi chúng ta đang ngủ người khác dùng máy để mở khóa. Và khi mà chúng ta mở mắt ra, tốc độ nhận diện của nó rất nhanh, cách thiết lập cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. Không biết bạn cảm thấy như thế nào sau khi nghe qua những đánh giá nhanh từ mình về mẫu sáp Aquos S3 này? Mời bạn hãy để lại bình luận của mình ngay phía bên dưới nhé. Tất nhiên đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Mình là Nguyễn Nhật và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video trên tay mở hộp kế tiếp.